Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn. Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại phương Nam Uông Bí, Quảng Ninh. Và ngày hôm nay là ngày 24 tháng 4, chuẩn bị cho cái dịp lễ 30 tháng 4 cũng như là ngày quốc tế mùng 1 tháng 5. Thì cái nhu cầu anh em hỏi xe bán tải thì rất là nhiều luôn. Và xe bán tải thì nó phù hợp với lại đa số mọi người. Một cái dòng xe bền bỉ mà tiết kiệm mà nhiên liệu, vừa an toàn, cũng như là cái giá thành mua ban đầu thì nó khá rẻ. Chính vì thế đây là chợ ô tô cũ Quảng Ninh thì được sự quan tâm của rất là nhiều người. Vâng, để đáp ứng cái nhu cầu của mọi người tìm hiểu về thông tin các cái dòng xe bán tải thì Đức Trung lại báo giá tổng hợp. Nếu quý anh chị các bạn quan tâm đến cái mẫu xe nào thì hãy chụp ảnh cái biển số để Đức Trung sẽ gửi thêm các cái thông tin chi tiết bằng một video clip khoảng 10 phút cho mỗi xe, và mỗi một xe thì đã có một bộ ảnh tầm khoảng độ gần 30 ảnh. Thế và trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một cái mẫu Mazda BT50 sản xuất năm 2016, màu xanh tím than, biển Hải Dương. Con này cam kết với quý anh chị các bạn là máy số zin. Đấy, xe còn khá là cứng cáp. Giá chào bán là 485 triệu và vẫn còn thương lượng. Thế và trước mắt quý anh chị cùng các bạn là một cái mẫu Nissan Navara sản xuất năm 2015. Vâng, con này bản full, số tự động 2 cầu, bản VL. Cái số tự động 2 cầu đã có lắp thùng, thanh giá lóc nguyên bản. Đấy, chiếc Nissan Navara VL 2015 có giá chào bán là 568 triệu. Số tự động 2 cầu anh em nhé. Con này là nó có đèn projector, có giải LED định vị ban ngày. Đấy, có đèn sương mù, đèn bi xi lông hết rồi, lốp láp rồi, còn rất đẹp. Máy gầm cực chất. Vâng, tiếp theo vẫn là một mẫu Nissan Navara sản xuất năm 2018, màu cà phê. Vâng, con này cũng bản VL, số tự động 2 cầu. Bản VL số tự động 2 cầu này nó rất là phù hợp với anh em nào mà hay đi đường đèo dốc, anh em ở miền núi cần phải có hai cầu nhá. Đấy, con này thì nó có thanh thể thao rất là đẹp, thanh thể thao Hummer lắp thùng cuộn. Và chiếc Nissan Navara này thì có giá chào bán là 665 triệu đồng. Và ngay bên cạnh là một chiếc Forerunner Raptor. Và chiếc Raptor này là không có niên hạn sử dụng, chính vì thế là nó đeo biển A anh em nhé. Là chiếc Raptor 2018, số tự động 2 cầu, động cơ 2.0 biturbo. Nếu như anh em mà quan tâm đến cái mẫu Raptor này thì hãy liên hệ với Đức Trung. Giá chào bán cho chiếc Raptor 2018 này là 1 tỷ 165 triệu đồng. Giá trên thì vẫn còn thương lượng anh em nhé. Đấy, Raptor nó không phải là xe bán tải đâu, nó là xe con đấy, không có niên hạn sử dụng. Rất nhiều các cái mẫu xe để cho anh em lựa chọn, cái tầm giá cũng đủ hết anh em nhé. Thế và ngay bên cạnh là một cái mẫu Mitsubishi Chiton sản xuất năm 2017. Chiếc Chiton 2017 màu bạc, biển Hà Nội 29C96263. Con này được trang bị số tự động 1 cầu, động cơ dầu 2.4. Đây số tự động anh em này. Đấy, số tự động 1 cầu, có màn hình rất là to luôn. Nội thất ghế da nguyên, ghế nỉ nguyên bản. Trần nỉ nguyên bản. Và chiếc Chiton 2017 màu bạc này bên Đức Trung đang chào bán với giá là 475 triệu anh em nhé. 475 triệu. Tiếp theo là một mẫu
Ranger bản XLT sản xuất năm 2015. 2015 con này lên form mới rồi, form 2016, có đèn projector, nó có lái điện. Động cơ 2.2, số sàn 6 cấp. Có xi nhan tích hợp gương con này. XLT này, cái dòng này nó bị tuyệt chủng với anh em nhé. Nó chỉ giờ nó sang cái bản Limited là nó có số tự động 2 cầu. Chứ còn số sàn 2 cầu này là hầu như là thị trường Việt Nam bây giờ là cực hiếm luôn. Vâng, chiếc XLT 2015 form mới được chào bán với giá là 555 triệu đồng. Tất cả các cái con xe này là Đức Trung đã có bộ ảnh và có video riêng anh em nhé. Anh em có thể kết nối Zalo để Đức Trung cung cấp thêm thông tin. Bằng chiếc xăng rông 2 chỗ. Con này 2 chỗ nhưng mà đây là cái thùng đằng sau này, rộng biên mang. Máy dầu. Trông cũng rất là ngầu. Chiếc xăng rông này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 108 triệu đồng. 2 chỗ máy dầu, con này 1 cầu thôi anh em nhé. Đấy. Và anh em nào yêu Raptor mà có cái giá rẻ giật mình thì có thể liên hệ với Đức Trung để tham khảo chiếc này. Còn chiếc này nó là Forerunner bản Y-Tech 3.2, số tự động 2 cầu. Đấy, form cực kỳ đẹp. Form Raptor. Máy số tự động 2 cầu. Máy gầm chất, điều hòa mát sâu, có điều hòa tự động nha anh em nhé. Gương chống chói, và cái bản này nó là cái bản cao cấp nhất của cái dòng Y-Tech, nó là vua bán tải. Vâng, giá chào bán là 585 triệu đồng. 585 triệu đồng cho một chiếc Raptor. Động cơ 3.2. Xe cực đẹp, cực chất. Đấy, anh em đến xem xe thì có thể cảm nhận được từ độ chất của chiếc xe. Cái dòng 3.2 này nó đỉnh luôn. Vâng, ở trong đây cũng có những cái con mà nó cũng khá là lâu rồi thì Đức Trung cũng xin giới thiệu nó nhanh thôi. Vâng, chiếc Mazda BT 2016 số sàn 2 cầu. Giá 475 triệu đồng. Và chiếc Mazda BT 2017 màu lông chuột. Cái con này là cũng số sàn 2 cầu anh em nhé. Giá của nó cũng loanh quanh 475 triệu thôi. Con này nó kém con kia là cái màu nhưng mà nó lại hơn một đời anh em nhé. Mazda BT 2017 số sàn 2 cầu. Cái dòng số sàn này để anh em đi công trình công trường hay là anh em đi rừng, đi núi, đi mỏ hay là đi vỉa, đi vách thì rất là ok. 2017 475 triệu. Vâng, chiếc XLT 2013 biển Lai Châu. Con này màu bạc, sản xuất năm 2013 anh em nhé. Giá chào bán là 425 triệu. XLT. Cái bản XLT này thì nó là bản đủ cho nên là nó có ga tự động. Đấy, có tích hợp rất nhiều phím bấm, số sàn 2 cầu. Bởi vì là cái thời lượng nó cũng rất là ít, Đức Trung sẽ giới thiệu sơ bộ thôi. Nếu mà anh em mà quan tâm thì Đức Trung đã có cái video và có bộ ảnh riêng rồi. Thì anh em hãy liên hệ kết nối Zalo để Đức Trung cung cấp thông tin. Và chiếc Forerunner Y-Tech 2009 số sàn 2 cầu. Giá chào bán là 335 triệu. Và chiếc Forerunner XLT số sàn 2 cầu. Màu vàng cát anh em nhé. Biển Hòa Bình. Đấy, đăng kiểm cũng còn khá là dài, đến tận tháng 9 năm 2022. Và XLT 2008 màu này là màu vàng cát ấy, hoặc là như được kiểu màu phấn hồng ấy.
Vâng, giá chào bán là 270 triệu. Vâng, cũng một cái mẫu số sàn 2 cầu, động cơ dầu 2.5. Một chiếc XL lên full XLT nhá. Quá đẹp luôn. Giá lóc lắp thùng, bậc bước là răng đúc, có màn hình cam nùi. Vâng, chiếc XL 2010 màu đen này có giá chào bán là 295 triệu. Vâng, đợt trước là bên Đức Trung cũng bán một con như thế này nhưng mà nó không chất bằng con này. Thế con này về phần ngoại thất thì quá đẹp, nội thất thì cũng rất là ok nhá. Ghế da màu đen, số sàn 2 cầu, vô lăng 4 chấu, gương kính điện hết rồi. Đấy, có màn hình cam nùi, camera hành trình đầy đủ. Con này full đồ nhá anh em nhá, kể cả là các cái cặp đèn này là có viền đèn ốp cửa đầy đủ hết. Bằng 295 triệu cho chiếc Wrangler XL. Thế và đây là một chiếc Wrangler XL, con này thì là con này số sàn 2 cầu 2004 biển Phú Thọ. Và một chiếc Wrangler số sàn 2 cầu 2004 có giá chào bán là 165 triệu. Vâng, cũng chưa đến 200 triệu đâu, 195 triệu thì anh em có thể lựa chọn một chiếc Wrangler bản XLT 2009 nhé. À xin lỗi, 2005. Vâng, chiếc này là 2005, nó trang bị số sàn 2 cầu. 195 triệu. Cái mẫu xe cho anh em đi công trình công trường hoặc là chở đồ chở thợ. Cái máy dầu đi nó rất là tiết kiệm. Đây còn cái hàng bên đây thì ở bên Đức Trung cũng còn khá nhiều các cái mẫu xe nó tương đối để anh em lựa chọn. Vâng, đầu tiên là một chiếc Wrangler bản XLS, nó sản xuất năm 2020. Đấy, con này form mới, có lái điện. Vâng, chiếc này được chào bán với giá là 705 triệu đồng. Vâng, đồng giá 705 triệu thì anh em có thể lựa chọn sang chiếc màu trắng này. Hai chiếc mới như nhau nhé, hai chiếc này mới chạy thì có hơn 2 vạn thôi, như xe mới. Nó hơn xe mới được cái là nó có lắp phụ kiện, lắp thùng rồi nó tất cả các cái phụ kiện trên xe nó phải mấy chục triệu. Xe mới thì nó xuồng xe nó chưa có các cái đồ kèm theo. Đấy, nên là anh em có thể tham khảo một trong hai cái mẫu này, hàng nhập khẩu nguyên chiếc anh em nhé. Đấy, có màn hình Android hết rồi. Đấy, trần 3D con này full đồ, ghế xa da giá lóc đầy đủ hết, lắp thùng cảm biến. Và Đức Trung xin nhắc lại là 705 triệu đồng. Vâng, cho mỗi chiếc Wrangler XLS 2020. Đấy, số tự động một cầu, một con màu đen, một con màu trắng, chất xe như nhau. Đúng. 705 triệu. Và ngay bên cạnh là một cái mẫu Nissan Navara sản xuất năm 2012. Đấy, con này số tự động 2 cầu anh em nhé. Giá của nó là 365 triệu. Xe vừa mới về cũng chưa dọn dẹp thì Đức Trung xin phép là sẽ quay vào một cái dịp nó thích hợp hơn. Hôm nay giới thiệu sơ bộ thì là số tự động 2 cầu với động cơ dầu 2.5, giá chào bán là 365 triệu. Và ngay bên cạnh là một cái mẫu Toyota Hilux sản xuất năm 2014. Đấy, con này màu vàng cát anh em nhé. Con này số sàn 2 cầu. Đấy, Toyota Hilux số sàn 2 cầu, giá là 485 triệu. Ghế da màu kem, đã có lắp thùng. Đấy, có màn hình cam nùi. Vâng, đồng giá 485 triệu thì anh em có thể lựa chọn sang chiếc này. Cũng đều là Toyota Hilux bản G, số sàn 2 cầu. Con này nó là màu xám nhé anh em nhé, màu này. Đây màu thật của nó đây. Dán trong cái bộ tem kia là nó chất chơi của các bạn thanh niên hay đi phượt.
hay chở bạn gái đi phượt đấy. Nội thất thì quá đẹp, nguyên bản hết, ghế da màu kem, gương kính điện, máy số zin, keo chỉ zin, 485 triệu. Vâng, nhô 400 triệu thì anh em có thể tham khảo cái mẫu này. 415 triệu cho một mẫu Toyota Hilux 2012. Với số sàn 2 cầu, động cơ dầu 3.0. Con này cũng có thanh giá lóc, lắp thùng thấp đầy đủ. 415 triệu. Và anh em mà cần phải mạnh mẽ, cần phải khỏe khoắn thì có thể tham khảo một cái mẫu Mazda BT 3.2 này. Bằng đây là một chiếc Mazda BT sản xuất năm 2014, màu vàng cát biển Hải Phòng. Trang bị động cơ 3.2, số tự động 2 cầu. Và có giá chào bán là 455 triệu. Khoảng 455 triệu đồng cho một cái mẫu Mazda BT 50. Mà anh em yêu thích cái dòng xe Ford, có cái form dáng đẹp, máy gầm thì nó rất là chất, mà lại số sàn 2 cầu thì anh em có thể tham khảo cái mẫu này. Và đó là chiếc Ford Ranger bản XL sản xuất năm 2016, form mới nhé. Con này có cái bộ lốp cực đẹp luôn, lốp đẹp, là răng đúc bậc vước đầy đủ hết rồi. Và chiếc XL 2016 trang bị số sàn 2 cầu. Đấy, có màn hình rồi. Ghế da. Lắp thùng thấp. Ghế da rất là mới. Chiếc XL 2016 này có giá chào bán là 475 triệu. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu sơ bộ về tất cả các cái mẫu xe đang được bày bán tại chợ ô tô Cũ Quảng Ninh. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.